6 giờ 10 nha. Không có mang khẩu trang. Này, bờ sông này lớn lắm nha mọi người. Hả? Đây, sang sòn hộp đang đứng bên đó. Đây là chỗ đồ ăn gì nè, quá trời luôn nè. Giờ này là phố xá lên đèn rồi nha mọi người nha. Ở đây nó có cái loại cái chai mà khò họng nó hay lắm đó. Con khò hôm qua nay được 2 ngày không ta, hôm kia với hôm nay là 2 ngày rồi. Mà nay cái cổ họng bớt rồi đó, hay ghê luôn mọi người. Ba giờ mười Việt Nam giờ là 3:10 nha. À, cách đây 3 tiếng hả? Chào Dung Dung Võ. 6:07 Chào Bum Bum cô nương. Trời, cái mặt thật ghê quá. Trời, cái mặt mà như cái bánh bao rồi mớm ơi. Ôi nè, úp luôn rồi. Xong gì vậy? Dương Văn Kim, vua Càng Long. Không, em chào anh. Xong bài gì vậy? Xong bài gì? Xong bài là... Xong bài bè ơi. Lâu lắm mới có lại. Anh xứ đi. Ừ. Đi vào ăn hả? Đi vào ăn. Rồi, bây giờ đi vào ăn nha mọi người nha. Đây. Đây. Đi vào. Đây. Bây giờ là mấy chị em đi vào ăn cái gì chị? Ăn gì ạ? Ăn cái gì ăn được. Vô đây hình như là thấy cái gì cũng ăn được hết trơn đó nghe. Trời ơi, chuyện này ngon cơm. Không có thuốc giảm cân nào mà tôi nhìn nổi với lon. Trời ơi, cái gì mà không bền mà cái gì cũng mắt đẹp vậy? Lông mi dày ghê không? Ngon không? Chào tiểu thư Hồ Trần. Đây bánh mì nè, hamburger đây đây để chiếu cho mọi người xem nha. Đó, bánh mì nằm. Ở đây ăn miễn phí đó mớm, mày lấy gì mày lấy đi. Ăn vô mỏ luôn. Ở đây ăn miễn phí đó, không lấy gì vậy? Ồ, hamburger, bà pizza nè. Pizza nè, bấm mới, bấm. So this. Bấm mới. So this one, right? Okay. A slice of pizza. Đây. So this one, the cheese. Ok, sao không kêu? Ở đây ăn miễn phí đó, vô lấy đi ba. Miễn phí. Ông sang mấy cái tiệm kia này, ông vô ông lấy tự nhiên, ông đi ra ngoài, mấy đánh không hết trơn á. Ra ta tặng thêm đồ. Ông đi bố đàn. Ủa, hồi nãy giờ chị kiếm em không thấy luôn đó mày ca. Ủa, em đang ở đâu vậy? Đâu, đang ở đâu vậy? Đang ở đâu, chị đi kiếm em luôn đó. Đâu rồi em sang? Làng Như có 2 mâm, khỏe không mâm ơi? Hả? This one food court, right? Bớt đau rồi chị Duyên Thủy ơi, bớt đau rồi. Em khò cái thuốc ở bên này á hay lắm. Ở bên Việt Nam chứ không có rồi, ở bên này có nè. Xài mới có 2 ngày là giảm thấy hẳn luôn á. Ngồi đây. Sao? Em bị sao quá. Trời ơi, đi đòi ốm. Mì và thánh cũng được. Ủa anh Sang đâu rồi? Thánh nó quay lại. Thôi em rồi. Đó, mì dịch. Nguyên con quay đẳng à. Mì hoa đó, ăn cũng ok. Có người ngồi rồi. Đủ nó được không? Trời ơi, ôi. Vô. Vô ngồi nha. Pizza đi. Pizza hả? Sao nãy nó ăn hamburger? Hamburger nhưng mà vô đây rồi.
để một bên để chạy cho khò họng. Đúng rồi, cái thuốc khò họng hay lắm nha mọi người, để gì chụp cho mọi người xem nha, cái thuốc đó hay lắm luôn á, nếu mà được thì mọi người mua về xài đi. Mua vé bán đi Loan, mua vé bán là sao? Mua vé bán là sao chị, em đâu biết gì đâu. Hả? Nè này là gì, bánh gì? I want to để ông hỏi anh, để ông xem tiếng Anh. I want to Hawaii. Hawaii. Hawaii nó không cắt được không? Chưa you. Đây bây giờ đang đi qua. Cái chút chút cho mình chia đồng này. À dạ. Ôi tụi con cái dưới này được rồi. Đi nãy giờ muốn vụng cái giò. Ủa bị già đó mọi người. Ông lấy hai cái luôn hả? Dạ. Mỗi thứ một cái thôi chứ anh lấy chị hai cái gì hết anh. Nhiều lắm á. Mở miệng rồi. Thôi thôi được rồi. Đừng chỉ nữa. Có ăn khờ bét chưa? Khờ bét là gì cô? Bánh mì hả cô? Bánh mì mà thịt á. À dạ thôi giờ ăn này, bánh mì nó vô nó nhiều lắm. Ăn không hết. Nó ăn thịt với rau. Ăn rau đi nè, rau gì vậy? À dạ. Ôi. À ok biết rồi. Giống như ở bên bên Việt Nam. Khi Pháp á, ở bên gọi là khi Pháp. Dạ. Dạ, ở bên đây là 6 giờ 17 phút. Dạ. Have you eaten here at Chai Wei? Yes. Oh, I'm like, have you eaten here at Chai Wei? Cái gì? Cái thuốc, cái chai thuốc khò họng, cái nước mà nó đổ ra cái chung nước gì này giống như là cái chai Listerine của mình ở bên Việt Nam vậy đó. Nhưng mà nó không phải là nước súc miệng nha, nước nó là súc cái khổ họng mình. Mình cho cái nước nó xuống đây nè. Xong là mình trước khi đi ngủ mình khò cái là hả nó thấm thuốc vô nửa tiếng mới đồng ngủ tới sáng luôn, khỏi cần uống thuốc lại. Vẫn thơm nha mọi người, nó the nó cay cay nha. Nó làm cho mình tan đàm mà nó chữa lành cái vết thương của mình đau họng rất là hay luôn. Này con mới có 2 ngày con cái cổ họng con này mọi người thấy không, hôm qua con nói không nổi đó. Mà về cái phía hôm qua cái con xúc xong cái là cái tới sáng nay là trong gieo luôn đó. Bữa tối nay hôm nay là hai con làm 2 lần rồi đó. Tối nay làm nữa, mai làm cử nữa, tới chiều làm cử nữa đi hát, mai làm đi mai đi hát nè. Thuốc khò họng hay lắm. Ở đây có thôi, Việt Nam không có đâu. Để giờ. Chị Đào, chị Đào có đem không ta? Kêu Đào. Để em hỏi chị này, chị mà hồi nãy chị cũng có xài nè, để cho mọi người xem hay lắm mọi người, thiệt mua đi về để dành cho con cháu mình á, ví dụ mà có cảm rồi mà ho viêm họng á mình xài đó được nha mọi người. Để em cũng nhớ cái hiệu chị ơi, để xíu em có cái đó em cầm cho mọi người xem nha. Xuất sắc thiệt luôn á, cái đó hay thiệt luôn á. Em cũng mua vài chai để về cho mấy đứa nhỏ để dành xài. Buôn được nó cũng hả không, cỡ buôn chắc bị cay á, là con nít á khó xài lại cay á, còn mà lớn lớn xíu thì biết khò muối, khò vậy là phần như mình khò muối vậy đó. Nhưng mà đó là thuốc nha, hay dễ sợ luôn. Đợi xíu đi, để có chị người quen á, chị con chị có đem theo không, em cho mọi người xem cái mẫu em mua hả, 3-4 chai em để dành em xài đó. Việt Nam đâu có đâu, đó hay thiệt luôn. Nào nữa thôi. Visa nha mọi người ơi, visa nè. Ôi chị Đào đâu? Ôi. Chị Ni đi mua đồ ăn nữa rồi. Ôi nó chạy dữ vậy. Để xíu đi, xíu em coi anh chị nào cần thì báo em nha.
để mua giùm cho. Bớt hẳn luôn nha mọi người. Đó, nay ok luôn chưa? Lát hồi về khò một lần, khuya một lần. Cái đó là cách nhau 4 tiếng là mình khò một lần mà hiệu quả ghê luôn. Con gái Savacon, không biết cái tên, không phải Savacon, không phải. Ủa chị Đào đâu rồi? Đi đâu hết rồi trời, để đi ăn gì? Ôi, chị đặt một chai còn miệng với em. Trời đất ơi, chưa gì lên đơn hàng rồi đó hả? Thấy món xài hiệu quả quá hả? Dạ rồi, ok các chị. Cái thì nhắn cho em nha, để em biết em gom. Với lại cái túi siro cũng hay nữa. Siro uống cũng hả dễ chịu.